Cái càng thứ nhất đó là phải có kiến thức. Khi anh chị xây dựng về bất kỳ một cái thương hiệu gì, anh chị phải có kiến thức. Nếu anh chị không có kiến thức thì anh chị sẽ không xây dựng thương hiệu được. Nếu mà chúng ta không đạt được cái cao cuối cùng này thì chúng ta thất bại. Đó là chúng ta phải có khoản tiền dư. Và chủ đề ngày hôm nay của ban đào tạo đó là doanh nghiệp phát triển bền vững. Thì làm thế nào để chúng ta thấy một cái hệ thống doanh nghiệp chúng ta phát triển bền vững được? Thì đây là một trong những câu hỏi lớn. Và trong câu hỏi lớn này thì sẽ chia sẻ với chị từng cái hạng mục nhỏ một. Trước khi chúng ta sẽ vào phần học tập thì đề nghị các chị có hai cái đề nghị nhỏ. Đề nghị thứ nhất là tắt tiếng nói nhỏ. Thì bằng cách các chị hành động là chúng ta đưa ngón trỏ lên tai, chúng ta xoay một hai vòng, chúng ta thể hiện sự là tắt tiếng nói nhỏ trong não bộ của các chị. Và hành động thứ hai là các chị hãy cười thật tươi với người bên cạnh. Nụ cười sẽ trao được nhiều cảm xúc và học tập tốt hơn các chị ạ. Vâng, đây là giây phút hạnh phúc của các anh chị. Các anh chị sau khi anh chị cười thì là giây phút hạnh phúc của anh chị. Câu hỏi của ngày hôm nay là doanh nghiệp phát triển bền vững nhờ điều gì? Thì đây là một câu hỏi ngay từ đầu là câu hỏi lớn. Thì làm nào để chúng ta giúp doanh nghiệp chúng ta phát triển bền vững? Thì vừa rồi trong giao lưu mở thì cũng nói chuyện với anh Trương Sơn, thì anh nói là phải bán được nhiều hàng thì doanh nghiệp phát triển bền vững. Đấy là cái một trong những cái kết quả, và cũng là câu trả lời cũng rất là hay của anh. Thế thì mô hình khởi nghiệp của chúng ta, khi ban đầu chúng ta đều có, tất cả các anh chị là chủ doanh nghiệp đây đều có một cái sản phẩm và đều có một cái dịch vụ nào đấy, sau đó các anh chị đưa ra thị trường và cuối cùng thì chúng ta tạo ra được tổng tiền. Đây là mục đích lớn nhất của doanh nghiệp và đây là cái mô hình khởi nghiệp. Đa số là chúng ta sẽ khởi nghiệp online. Cái giới trẻ bây giờ khi có một sản phẩm dịch vụ thì chúng ta khởi nghiệp online. Nếu mà có điều kiện một chút chúng ta thuê cửa hàng ở phía ngoài, đúng không ạ? Thì chúng ta làm offline. Thế thì ở giai đoạn đầu của khởi nghiệp để bán hàng thì chúng ta làm cách nào? Hôm trước thì tôi cũng thấy chị Trinh chia sẻ là em mà dừng quảng cáo là không có khách hàng. Thì giai đoạn khởi nghiệp quan trọng nhất đó là quảng cáo. Cứ quảng cáo thì ta có hàng. Chúng ta bơm tiền vào quảng cáo thì chúng ta mới có tiền mang về. Cứ bơm tiền vào quảng cáo mới có tiền mang về. Thế mà chúng ta cứ làm mãi thế thì dòng tiền của chúng ta sẽ ít đi. Thế làm thế nào để chúng ta lấy cái tiền quảng cáo đó phục vụ lại khách hàng để nó tốt hơn, đúng không ạ? Chị có muốn biết cái công thức này không ạ? Có. Có. Thì đây chúng ta sẽ sang cái mô hình thứ hai để doanh nghiệp phát triển bền vững. Cái mô hình phát triển bền vững này là mô hình thế nào? Thì cái việc đầu tiên đấy, của LMS đã là xây dựng thương hiệu, không phải quay ra bán ô tô. Việc đầu tiên là xây dựng thương hiệu. Sau khi có thương hiệu rồi thì hãy chuyển sang cái trải nghiệm thương hiệu. Cái việc đầu tiên là trải nghiệm cái con người của em vẫn trước, chứ không phải là trải nghiệm cái ô tô. Đầu tiên xây dựng thương hiệu này, sau đó là trải nghiệm cái thương hiệu, trải nghiệm chính cái người dùng trước. Và cái trong các phòng làm này thì anh Sơn làm việc này rất là tốt. Anh xây dựng thương hiệu Sơn ô tô để cho mọi người trải nghiệm cái lời nói và cái khuôn mặt của anh trước. Sau đó thì anh Sơn đi đúng mô hình của Thái Lan này, sau đó mới bán hàng. Đấy, thì không bao giờ sau khi làm quy trình này thì nó là không cần quảng cáo. Đấy, nếu mà chúng ta làm ngược cái quy trình này thì đa số chúng ta phải bơm rất nhiều tiền vào quảng cáo. Nếu spa của bạn Trinh mà không xây dựng được thương hiệu cho spa thì em sẽ vẫn cứ phải liên tục mất tiền quảng cáo, và cứ phải quảng cáo có tiền mà cứ ngừng quảng cáo không có khách hàng. Thì đây là cái mô hình rất là tuyệt vời. Và để cái mô hình này nó thành công và nói thì nó rất nhiều thời gian. Ngày hôm nay thì ban đào tạo sẽ tập trung với chị xây dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiệu là gì? Thì chị có thể đọc rất nhiều cuốn sách và ở đâu đó ai đó nói chị rất là nhiều. Nhưng vừa rồi tôi chia sẻ với Thái là ông boss của hiệu sách nói với tôi mà những quyển sách mà mang tên là lãnh đạo em đừng đọc. Một bác sao lại thích nhỉ? Em phải tìm những quyển sách nó không mang cái tên đó thì mới là quyển sách đúng về lãnh đạo. Đấy là chủ hiệu sách đã chia sẻ với tôi khi tôi bán cái hàng như một hiệu sách, đi vào chuỗi hiệu sách và lần đầu tiên gặp cùng giám đốc hiệu sách, cùng ông công của tôi phải nghĩ mãi. Sau đó tôi tìm hiểu quyển sách rất là tuyệt vời, không nói một chút gì về lãnh đạo, đó quyển mặt đầy tâm đen. Vừa nói về bán hàng, vừa nói về lãnh đạo. Đúng là không có cái từ nào để lãnh đạo cả. Và đây là cái phần mà xây dựng thương hiệu. Khi các chị có thương hiệu thì các chị có khách hàng, mà khách hàng sẽ tạo cho các chị rất nhiều tiền nếu mà chị có thương hiệu. Khi chị có thương hiệu thì tiền sẽ đến. Và
Ở đây thì chúng ta sẽ có cái công thức 3K để xây dựng thương hiệu. Anh chị nào muốn biết công thức 3K này thì hãy nói BIN 2. BIN 2. Và cảm ơn anh chị, một tràng vỗ tay thật lớn để vào. Đây là một công thức của một người rất là nổi tiếng. Và trong cái cuốn sách ở tập 7 nói về cái xây dựng thương hiệu, mà nó không liên quan đến những cái cuốn sách về thương hiệu. Nó chỉ là quyển sách này, ai lấy tiền của bạn. Và công thức 3K. Cái ca thứ nhất, đó là phải có kiến thức. Khi anh chị xây dựng về bất kỳ một cái thương hiệu gì, anh chị phải có kiến thức. Nếu anh chị không có kiến thức thì anh chị sẽ không xây dựng thương hiệu được. Và cái việc chia sẻ với cộng đồng thì chúng ta có kinh nghiệm. Kinh nghiệm về ô tô điện. Tên là con em vẫn có nhiều không? Là người tiên phong đầu tiên đúng không? Rất là mạnh. Có đã có kinh nghiệm. Thứ nhất, trụ cột thứ nhất, ca số nhất là kiến thức. Cái ca thứ hai là có kinh nghiệm. Bạn Trinh muốn làm số 3, bạn phải có kiến thức số 3. Bạn Trinh muốn có thương hiệu thì bạn phải có kinh nghiệm. Bao nhiêu năm làm số 3 đúng không? Thông thường chúng ta tuyển dụng nhân viên thế cũng hỏi kinh nghiệm của bạn đấy, đúng không? Nhưng hai cái điều này thôi chưa đủ. Và cái điều cuối cùng mà chính khách mời của chúng ta đến ngày hôm nay và nói cái điều này là điều thành công. Nếu mà chúng ta không đạt được cái ca cuối cùng này thì chúng ta thất bại. Đó là chúng ta phải có khoản tiền dư. Làm gì làm thương hiệu mà bỏ tiền ra cứ âm mãi thì không thể thành công được. Làm thương hiệu mà cứ phải lấy tiền nhà ra đi làm thương hiệu không được. Làm thương hiệu mà cứ phải lấy tiền công ty bỏ ra này để em làm thương hiệu. Xin Thái cho em 100 triệu để em làm thương hiệu, đúng không? Làm xong hai điều này, kiến thức kinh nghiệm, chúng ta phải có khoản tiền dư. Chúng ta luôn luôn phải dư giả, đúng không? Nếu chúng ta mà âm tiền âm thì chúng ta sẽ không thành công được. Với công thức xây dựng thương hiệu 3K, đây là một công thức rất là hay, giúp cho các anh chị có được con đường đi đúng đắn nhất. Sau khi có được cái công thức này thì Element có nói là Tesla không cần quảng cáo, thay vào đó chúng tôi sử dụng số tiền này để cho sản phẩm tốt hơn. Đấy, lấy số tiền quảng cáo đó phục vụ vào kiến thức và kinh nghiệm và để tạo ra khoản tiền dư thì chúng ta sẽ thành công hơn. Và trong BIN 2 thì các anh chị sẽ làm điều gì với kiến thức 3K này? Khóa học vùng 2 ngày vừa rồi là chúng ta cung cấp kiến thức về BIN 2. Nhưng có rất nhiều anh chị đến học từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương là để lấy kiến thức để hiểu về BIN 2. Sau đó tham gia vào quá trình BIN 2 hàng ngày đến với tổ chức chúng ta và hàng tuần chúng ta phải đến để chúng ta có kinh nghiệm. Nhìn Thái rất tự hào lắm, tôi có trên 10 năm kinh nghiệm làm BIN 2. Đương nhiên anh Thái lúc này sẽ đạt được cái tốc độ số 3, đó là khoản tiền dư trong BIN 2. Khi anh Thái có kiến thức về BIN 2, có kinh nghiệm về BIN 2 thì đương nhiên là khi anh Thái tham gia các tổ chức BIN 2 thì có khoản tiền dư. Đây là một cái quy trình để chúng ta xây dựng thương hiệu trong BIN 2 để giúp anh chị thành công hơn. Và tiến sĩ Evan Miner có chia sẻ với ta The Network, BIN Network International. Đầu tiên phải là The Network. Đầu tiên là chúng ta phải xây dựng được mạng lưới những người thành công. Điều quan trọng nhất khi chúng ta vào một tổ chức, chúng ta phải xây dựng được mạng lưới. Mạng lưới này thành công hay không là do chính chúng ta. Chứ đừng đổ vào cho bất kỳ một tổ chức nào cả. Các anh chị phải có mạng lưới của chính mình, tìm những người giỏi nhất xung quanh mình để xây dựng cho mình có một cái nhân hiệu và thương hiệu tốt nhất. Evan Miner đã nói là The Network trước, sau đó mới business đến doanh nghiệp, sau đó mới kết nối toàn cầu. Các anh chị lưu ý cái giá trị gốc của BIN 2. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị đã nghe. Chúc anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.